Ngày hôm qua thì cái chỉ số tâm lý thị trường ấy là 37 điểm. Thì trong tuần này nó có những cái tin tức gì? Tối nay nha các bạn nhé, vào lúc 7:30 này, ngày 11 tháng 9 này, thì ngày hôm nay cũng là ngày ngày lịch sử, năm nào các bạn nhớ cái vụ 11 tháng 9 không? Thì ở đây cái chỉ số CPI ấy, nó đang là 7:30 tối nay nhá. Đấy, thì đang được dự báo tháng trước là 0,2%, tức là GDP tháng trước là 2,9 này. Thì tháng này đang được dự báo là 2,5, tức là GDP giảm. GDP giảm thì nó sẽ tốt cho cái việc mà Fed sẽ sớm đưa ra cái quyết định là về lãi suất, đúng không? Về cái ngày mà Mỹ họp, FOMC họp ấy, thì là ngày 18 tháng 9. Và hiện tại thì 67% là cho rằng là Fed sẽ giảm mà cái mức lãi suất là 0,25. Còn lại là 33% cho rằng Fed sẽ giảm là 0,5%. Còn về cái chỉ số funding rate các bạn. Cái chỉ số funding rate thì cái tại thời điểm hiện tại chỉ số funding rate này ấy, đang đang là đấy, đây là cái khung đó. Đấy, thì cái chỉ số funding rate hiện tại các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó đang là màu xanh rất là nhẹ, tức là hiện tại cái tỷ lệ sọt đang tương đối là nhiều các bạn. Và một cái thông tin nữa là về cái liquid, thì hôm qua thì thị trường thanh lý là 106 triệu thì cũng bình thường thôi. Đấy, thì long thanh lý là 53 triệu long sọt bằng nhau. Đấy, và cái lệnh lớn nhất thì là liên quan đến Bitcoin 5,3 triệu.